Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ ghi làm cái gì đó. Chăn chăn chút. Chăn chút. Bớt 520 để coi giá món đồ là bao nhiêu. Hôm nay sợ ông bung trong gần cái sắp mất không rồi chuẩn bị ao qua cái sắp bất cập. Wow. Tỷ 975 triệu. Cũng nhiều ấy. Cái cuối là 3 tỷ 975 triệu là ngày thứ hết 2.500. À ghê, do ai game khác chơi. Ok, mình sẽ trả lời đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bùm. Không. Rồi, không cần thẻ mình cũng có thể lấy súng mà. Đây, đầu tiên là các bạn để xem nhìn như thế này. Mình sẽ cái đoạn này mình sẽ ra ngoài kia. Ok, mình tự lại đây và bùng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn mua mở đó xong rồi các bạn ở đây. Tấm kính này mới được nha. Như thế này. Ấn nút shift rồi đúp rồi share. Rồi các bạn đã thành công. No. What? No, no, no. Cưng chưa đủ trình để chơi với anh đâu. À, rồi xong luôn. Ok, và các bạn cũng có thể buông ở đây. Đúng rồi, chọn rồi đúp C. Thứ nhất C là thành công. Thế này lúc này chạy nhanh đúp bấm cứng đúp vô rồi C rồi đẩy mình thứ nhất. Okay. Là như thế là thành công rồi. Bye, hẹn gặp lại.